Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục với ống cần này. Đầu tiên là một cây cần súp. Cái này 36. Ok, đọc đây. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha. Bốn lóng. Khoan này coi như hư hết nha mọi người. Khoan này coi như hư hết. Khoan hư hết. Còn đầu bu Fuji nè. Đầu bu Fuji, bát Fuji FX7 nhé. Càng này hiện tại đo dài 3m55, thu vào là 1m02, đọt là 2,6 ly, cân nặng là 300g. 300g. Đây là cái số 1. Số 1. 101. Số 1 101 nha mọi người. Số 2 tiếp tục là một cây cần súp 36 nữa. Bát Fuji FX6 này. Khoan đầu bu còn ok luôn. Nha mọi người. À quay, đầu bu bị bung rồi. Hư đầu bu rồi nha mọi người. Đấy, đọt nè. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Cần này bị một cái lỗi là hư đầu bu thôi. Cần dài 3m6, thu vào là 99cm, đọt là 2,9 ly, cân nặng là 320g. 320g nhé. Đây là cái số 2. Số 2 150. Số 2 150. Số 3 là một cây cần súp Daiwa 2m4, bát Fuji. Đấy. Khoan thì coi như hư, còn đầu bu thôi cần với bát thôi nhé. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Cần này dài 2m4, thu vào là 92cm, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 200g. 200g nhé. Cây này cây số 3. Số 3 80. Số 4 là một cây cần Shimano. Sub Shimano nha mọi người. Bát Fuji. Cái cần này dài 2m7. Dài 2m7. Khoan coi như hư hết nha. Đầu bu này, phôi cần với lại bát thôi. Mình chỉ tính đấy thôi. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha. Đây. Này bị dính keo rồi thôi nha mọi người. Đấy. Cần dài 2m7, thu vào 99cm, đọt là 2,4 ly, cân nặng là 240g. Đây là cây số 4. Số 4. Cây này 80. Số 5 là một cây cần súp Ryobi. Đây. Cái cần này dài 3m, nhưng mà giờ hình như nó bị gãy mất 10 phân này. Bát Fuji FX6. Này.
khoan đồ bu gì mình coi như hư hết nha. Tính cho mọi người thôi cần với lại bát thôi. Một lóng, hai lóng, ba lóng, ba lóng nha mọi người. Bát Fuji FS6 này, cần này hiện tại dài 2m9, thu vào là 1m07, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 160g. Số 5, số 5, 80.000. Số 6 là một cây cần Daiwa. Cái này 39, nguyên bản của nó 39. Bát Fuji FS6. Bát Fuji FS6. Cái phần trượt của nó bị tụt mắt rồi nha mọi người. Mọi người về kiếm đồ thay vào nhé. Đây. Cái cần này thì mình chỉ tính cái phôi cần thôi. Đây, khoan thì có như hư hết rồi. Đây. Đọt nó bị gãy khoảng 10 phân nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng, 4, 5. Năm lóng. Cần hiện tại dài 3m8, thu vào 89cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 160g. Đây là cái số 6. Số 6 70. Số 6 70. Số 7 là một cây cần sấp lục bãi cũng được. Đây. Câu lục bạc bãi gì cũng được nha mọi người. Đây. Bát Fuji FX7 cần Daiwa nha, 36. Đây. Mua này. Đồ bu còn các cái khoang này coi như hư hết nha. Khoang này coi như hư hết, đang cái còn. Này. Ok. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Đấy. Bát Fuji FX7, cần này hiện tại đo ra thấy 3m55, thu vào là 1m08, đột là 2,7 ly, cân nặng 460g. Đây là cái số 7. Số 7 140.000. Số 7 140.000. Số 8. Đây, cần này. Bát Fuji FX7 nhé. Đây, cần này. Đây. Khoan. Đây. Dàn khoan nhìn ok chưa? Dàn khoan còn ok hết nha mọi người. Đấy. Khoan còn ok cả. Khoan Fuji nhé. Đây. Đọt. Đọt chỗ này thì nó cũng bị gãy khoảng cỡ 10 phân đọt hay sao. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng, sáu lóng. Sáu lóng nha mọi người. Đây. Bát Fuji FX7. Cần này dài 5m3, thu vào 1m02, đọt là 1,8 ly, cân nặng là 400g. Đây là cái số 8. Số 8 180.000. Số 8 180.000. Số 9 là một cây cần Shimano Bát Fuji FX7. Đây, khoan của nó, khoan là đều còn xài ok hết nha mọi người. Đầu bu cũng còn xài được này. Đầu bu kiểu dạng đầu bu không đá, đầu bu kim loại nhé. Đấy. Đây, đọt của nó. Một lóng, hai, ba, bốn, năm, sáu. Sáu lóng nha.
cần dài hiện tại là 5m1, thu vào là 1m01, rộng là 0,9 ly, cân nặng là 420 gram. Đây là cái số 9. Đây là 130.000. Số 9 130.000. Số 10 là một cây cần Olympic. Cái cần này là cần câu lục nha mọi người. Cần câu lục. Nè. Cần câu lục, cần này 38 39 vậy đấy. 39 nhưng mà nó bị gãy khoảng cỡ 10 phân đầu. 39 nhưng mà gãy khoảng 10 phân đầu nha mọi người. Đây nó còn 38 thôi, về câu lục cũng bài luôn. Câu lục theo bạc bãi không được. 1 lóng này, 2 lóng này, 3 lóng này, 4 lóng nha, 4 lóng. Cây này thì không còn cái khoan nào cả. Về mọi người tự thay dàn khoan lục vào nhé. Đấy, bát vặn kim loại này, Olympic nha mọi người. Cây này hiện tại dài 3m8, thu vào là 1m27, độc là 3,8 ly, cân nặng là 740 gram. Cây này cây số số 10. Số 10 100. Số 10 100 nha mọi người. Số 11. Đây, cần này, cần súp nha mọi người. Đây. Bát Fuji. Khoan này, ba khoan này coi như hư đi nhá. Mình chỉ tính cái đầu u này thôi. Đấy. Một lóng, hai lóng. Cái này chỉ có hai lóng thôi nha mọi người, hai lóng thôi. Cái này hiện tại thấy dài 1m9. 1m9. Thu vào là 1m04, đọt là 2,8 ly, cân nặng là 210 gram. Đây là cây số 11. 11 70. Đây 12. Cây cần Excellent China xuất nhập nha mọi người. Dài 3m6. Bát Fuji FX6 này. Khoan này, khoan này mình coi như hư hết nha. Người về đây, khoan thì nó còn nguyên đây, nhưng mình coi dòng khoan là mình coi như hết về mọi người. Thích thì thay, không thích thì để sử dụng tùy mọi người nhé. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nhé. Cần này dài 3m6, thu vào là 1m02, độc là 1,7 ly, cân nặng là 180 gram. Đây là cái số 12. 12. 90.000, 80.000. 12, 80.000. Tiếp tục một cây khoan ISO đây. Bát Fuji FX5. Lóng 2 3 4, 4 lóng. Cần này hiện nay dài 3m, thu vào là 86 cm, độc là 0,9 ly, cân nặng 140 gram. Đây này số 12. 13. Số 13 nha mọi người. Số 13 70.000. Là một cái cần hai khúc. Cần hai khúc nha mọi người. Cần hai khúc này của Olympic. Đấy, hai khúc 2m1 Olympic. Khoan bát còn ok. Khoan bát còn ok nha mọi người. Đấy, khoan bát còn ok, đọc ra. Đấy. Cần này dài 2m1. Dài 2m1, thu vào 1m06. Độc là 1,1 ly, cân nặng là 140 gram. Cái này số 14. 14 101. 14 101 nha mọi người.
số 15 là một cây cần 3 khúc. Cần 3 khúc đây. 3 khúc cần này gồm có 3 khoang và một đầu bu. 4 khoang, một đầu bu và mắc khoang rồi thì mình coi như cái cần này hư hết khoang đi. Hư hết khoang, mắc đầu bu luôn. Về một người tự thay gì đó thay nhé. Đây, mình tính phôi cần với bát thôi. Đấy. Nhá. Chỗ này bị sổ chỉ nè, tôi quấn lại thôi chứ không có gì cả. Đây, cần này da 2m4, thu vào là 84cm, đọt là 2 ly, cân nặng 280g. Cây này cây số 15. 15, 90.000. Sáu là cây cần này bát Fuji FX6, cần này kiểu ISO nha mọi người. Đây. Khoang của nó thì còn xài ok, khoang đầu bu còn xài ok hết, nhưng mà mình coi như hư hết đi, mọi người lấy phôi cần với bát thôi. Đấy, mình tính như thế cho mọi người dễ mua nhé. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nha mọi người. 4 lóng. Dài 3m6, thu vào là 1m, đọt là 0,7 ly, cân nặng 160g. Đây này số 16. 16 80.000. 16 80.000. Tiếp tục một cái cần ISO Bass FK FX6. Đây, khoang đầu bu mình coi như hư hết nha mọi người. Khoang đầu bu coi như hư hết. Mình bán cho mọi người tính là cái phôi cần với lại cái bát thôi. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng. Cho mọi người. Cần này dài 3m7, thu vào là 0,80. Thu vào là 82cm, đọt là 1 ly, cân nặng 180g. Cây này cây số 17 70 nghìn. Mười tám là một cây cần súp 2m7. Đây, khoan đầu bu còn ok, coi như hư hết luôn. Bộ này coi như hư hết luôn nha mọi người. Tính phôi cần với bát thôi. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nha, 4 lóng. Đây, bát vặn kim loại nè, móc kim loại này. Cần dài 2m7, thu vào là 86cm, đọt là 1,8 ly, cân nặng là 140g. 140g nha mọi người. Cái này cái số 18. 18, 80.000. Số 19 là một cây cần 2m1. Đây, 2m1. Khoang này coi như hư hết luôn. Đấy, khoang coi như hư luôn. Đấy, khoang thì còn mình bán coi như hư hết luôn nha mọi người. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Đấy, khoang kim loại còn ok nhá. Có đầu bu có vẻ hơi bung bung thôi. Bát nhựa vặn này. Cần dài 2m1, thu vào là 79cm, đọt là 2,1 ly, cân nặng là 160g. Cây này cây số 19. 19, 60.000. Số 20. 20 là một cây cần súp 2m4. Bát nhựa vàng. Khoan, mình coi như hư khoan hết nha, cho mọi người lấy khôi về thay khoan, thay đồ gì tùy mọi người. Còn khoan thì vẫn còn đây, nhưng mà mình coi như hư hết. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, đây, coi như khoan đầu bu thì hư hết. 4 cái này hư hết nha, coi như thế đi. Cần này dài 2m4, thu vào là 88cm, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 210g. Cái này cây số 20. 20
60 nghìn. 20 60 nghìn. Hai mươi mốt một cây cần súp 24 bát vặt kim loại này. Đấy, khoan kim loại còn này, nhưng mà mình coi như hư luôn nhé, coi như hư hết đi. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng nhé, ba lóng. Cần này dài 2m4, thu vào là 94cm, đọt là 2,2 ly, cân nặng 160g. Cái này số 21, 21 80.000. Hai mươi hai tiếp tục một cây súp 24, cây này China xuất Nhật nhé. Khoan còn này hư cái đầu bu, nhưng mà mình coi như hư hết, cho mọi người lấy phôi cần với bát thôi. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha. Đây, bát vặt kim loại đây. Cần này dài 2m4, thu vào là 88cm, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 140g. Cây này cây số 22, 22, 70.000. Hai mươi ba là một cây cần Olympic 2m7, thằng này ISO phân lớn. Đây đọt của nó bị gãy một tí đọt rồi nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, xem như hai cái khoang này còn này, nhưng mà mình xem như là hư hết khoang đi nhé, hư hết khoang, hư đầu bu luôn nhé. Tính phôi cần với lại cái bát vặn này thôi. Cần này 2m7. Ủa, cái cần này, ô, cái cần này không bị gãy đọt nha mọi người, không bị gãy đọt, nó chỉ bị tụt đầu bu ra là nó rơi mấy cái khoang ra thôi, tụt đầu bu rơi mấy khoang thôi. Nó vẫn còn dài nguyên 2m7, thu vào là 75cm, đọt là 1,6 ly, cân nặng 220g. Số 23. 23 90. Hai mươi bốn một cái cần kinh tên 2m7, bát nhựa vặn nhé, khoan thì coi như hư, đầu bu coi như hư luôn. Đó, một lóng, hai lóng, ba lóng. Cần dài 2m7, thu vào là 1m02, đọt 2,5 ly, cân nặng 180g. Cái này số 24, 80.000. Số 25, đây, cần 2m7 súp nha mọi người. Đây, bát vặn nhựa, khoan đầu bu mình coi như hư hết, đây là còn xài được đây, nhưng mà mình coi như hư hết nha. Tính cho mọi người phôi cần với lại bát thôi. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha. Cần dài 2m7, thu vào là 98cm, đọt là 2,3 ly, cân nặng là 200g. Cây này cây số 25, 25, 80. Hai
56 là một cây cần ISO này, bát Fuji FX6 dàn khoan, dàn khoan mình thấy còn ok này. Này, nói khoan là mình thấy còn ok này. Nhưng mà mình coi như dàn khoan này hư hết, coi như cây này khuyến mãi video này nhé, coi như dàn khoan này hư hết, tính một người phôi cần với lại bát thôi, chứ còn dàn khoan là mình thấy còn ngon này. Đấy, khoan Fuji rồi nha mọi người, đây Fuji này. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng nha. Bát Fuji FX6, cần này dài 4,5 m, thu vào là 1,03 m, độc 2 ly, cân nặng là 300 g. Cây này số 26, cây này 130 nghìn, 26 130 nghìn. Số 27 là một cây cần Sanwa. Đấy, Sanwa bát FK FX6. Đây, khoan đầu bu xem như là hư hết nha mọi người. Về mọi người tự thay, mình tính phôi cần với lại bát thôi. Đây, một lóng, hai lóng, ba, bốn, năm, 6, 7, 7 lóng nha mọi người. Cần này hiện nay dài 5,2 m, thu vào là 0,9 ly, cân nặng 1,2 ly, nó quanh cân nặng là 340 g, độ là 1,2 ly, nó chập liếu lưỡi luôn rồi. Đây là cây số 27, số 27, 80 nghìn. Số 28, đây một cây súp 2,4 m, ok, khoan đầu bu mình coi như hư hết nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng, ba lóng, bát vặn móc kim loại này, cần dài 2,4 m, thu vào là 86 cm, độc là 2,2 ly, cân nặng là 160 g. Cây này cây số 28, 80 nghìn. À, 29, cái cần súp 2,7 m, khoan đầu bu mình coi như hư hết nha, vẫn còn xài được đây nha, mình coi như hư hết cho mọi người dễ tính. Đây, một lóng, hai lóng, ba lóng nha. Đây, bát vặn nhựa nha. Cái cần này dài 2,7 m, thu vào là 98 cm, độc là 2,7 ly, cân nặng là 200 g. Này, cây số 29, 29, không gì cả, 29, 80 nghìn. Ba mươi là một cây cần ISO hiệu Fuji. Bát Fuji FX6, khoan thì không đập đâu, cần Fuji thì khoan cũng Fuji luôn. Đấy, ok. Đây, khoan Fuji luôn.
Đây. Coi như khoan hư hết nha mọi người, coi như khoan đầu bộ hư hết thì tính thôi với bát thôi. Ba lóng tất cả. Bát Fuji FX6. Cần này dài 2m7, thu vào là 1m02, đọc 2,2 ly, cân nặng 160g. Cái này số 30. 30, 80. Mốt là một cây cần ISO Bass Fuji FX6. Cần ISO này dài 3m6. Nó bị hư hết khoang rồi, hư khoang rồi nha mọi người. Đọt nó bị gãy khoảng tới 10 phân nhé. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha. Khoang đầu bu hư hết rồi. Thì mọi người lấy khâu cần thay khoang đầu bu thôi. Bass Fuji FX6. Cần này hiện nay dài 3m rưỡi, thu vào 1m, đọc 2,1 ly, cân nặng là 210g. Cái này số 31. 31. 70.000. Số 32 là một cái cần ISO Shimano Bass Fuji FX6. Đây. Khoang còn ok đây, khoang có mấy cái khoang còn ok đây, nhưng mà mình coi như hư khoang, hư đầu bu hết nha. Đọt nè. Đấy, một lóng, hai lóng, đọt mình như đọt tháp nha mọi người, chỗ này nấu rồi nè. Đấy, ok, tháp. Bass Fuji FX6. Cần này dài 2m1, thu vào là 1m12, đọt là 1,8 ly, cân nặng là 160g. Cái này số 37 là 32. 32. 70.000. Số 33 là một cây cần ISO Daiwa. ISO Daiwa nó có bị xước sơn đoạn chỗ này tí nhé, không ảnh hưởng gì mà sơn thôi nhé. Đây, dàn khoan của nó mình thấy còn ok nè, mình coi như hư hết dàn khoan đây luôn. Đấy, hư hết dàn khoan luôn nhá. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng. Năm lóng. Bass Fuji FX6. Cần này tại dài 39, thu vào là 88 cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 210g. Đây là cây số 33. 33. 90.000. Số 34. 34 là một cây cần Kitsu, cần tay trợ máy nha mọi người. Cần tay trợ máy. Đây. Khoan. Đấy. Một lóng. Hai lóng. Ba lóng, bốn lóng, bốn lóng này. Này, cái đoạn này nó có gãy một tí đoạn chỗ này nha mọi người, không ảnh hưởng gì máy đâu nhé. Bass Fuji FX6, cần này hiện tại đo thì vẫn là dài 3m6, thu là 1m03, đọc là 0,8 ly, cân nặng là 180g. Cái này số 34, 120.000. Ba mươi lăm, một cây cần tay máy phụ Bass Fuji FX6. Đây,
Đây là nguyên bản của nó là dài 3,9 m. Nguyên bản của nó dài 3,9 m mà đầu của nó bị gãy. Này. Đầu bị gãy này. Ta nấu câu như cái này mắc độc nhưng mà câu như cái này hư độc hết đi. Này cũng bị gãy đoạn độc rồi. Câu như cái này hư độc mình chỉ tính là cái phần dưới này thôi. 2 3 4 5. Cần này là gần 5 lóng nhé. Nhưng mà mình coi hư cái độc này đi nhé. Mọi người về lấy khoan rồi thay cái độc khác vào nhé. Bát Fuji FS6 này. Cần này hiện tại dài 3,7 m, thu vào là 0,92 m, là 92 cm. Độc là 0,7 ly. Cân nặng 220 g. Số 35 35 90 nghìn. Rồi số 35 này cũng kết thúc video ngày hôm nay của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mọi người mua hàng thì vui lòng kiểm tra hàng trước khi nhận hàng nhé, xem có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển hay không nha mọi người. Có gì thì liên hệ với bên mình ngay để hỗ trợ giải quyết, còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà các bạn không chịu xem hàng, cứ nhận xong rồi mới báo cho mình là bị thế này bị thế kia là mình sẽ không giải quyết nhé. Cảm ơn người tốt nghiệp.